cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình sptn washington dc kế tiếp quý châu xin gửi đến quý vị là cuộc phỏng vấn giữa thanh trúc và nhà văn phong thu về chương trình giọt lệ tri ân sắp tới tại jewish community center kính mời quý vị theo dõi Bản tin Hoa Thành Đốn, thanh trúc kính chào quý vị. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 5 tới đây tại thành phố Fairfax, tiểu bang Virginia sẽ có một sự kiện đặc biệt ở Jewish Community Center, chương trình mang tên là Giọt lệ tri ân và một trong những người tổ chức là nhà văn Phong Thu đã có mặt cho bản tin hôm nay. Thanh trúc xin chào chị Phong Thu ạ. Phong Thu xin chào chị Thanh Trúc và quý vị. Dạ, Thánh Trúc được biết là à, chương trình giọt lệ tri ân này do một số thành viên à, của quốc gia nghệ tử Mà trong đó chị à, Phong Thu là một con em của quốc, quốc gia nghệ tử đứng ra tổ chức Vậy xin à, cho biết trong chương trình giọt lệ tri ân này thì nội dung như thế nào ạ? À, thưa quý vị, à, tôi là một trong những con em quốc gia nghệ tử Và chúng tôi có cha anh, có chú và đã hy sinh trên chiến trường Và được chung cất trong Nghĩa trang quân đội Biên Hòa và nghĩa trang quân đội Biên Hòa đó là một cái di tích lịch sử rất là quan trọng của miền Nam Việt Nam còn sót lại. Nhưng 41 năm qua đã bị hoang phế và bỏ không có một ai chăm sóc ngó ngàng tới cho đó tất cả những cái di tích hoàn tráng đó đã bị tàn phá theo thời gian đã bị tàn phá và đã bị hư hỏng mồ mã thì đã mất hết dấu vết cũng như là bia mộ không còn nếu mà quý vị có thể nhìn trên video hoặc là quý vị có thể tìm hiểu về nghĩa trang quân đội hiện nay thì cái sự tan thương đổ nát của nó nhìn rất là đau lòng và nếu chúng ta bước vào đó thì chúng ta cảm thấy rằng là trái tim chúng ta rất là đau xót và chúng ta không thể cầm được giọt nước mắt, nghĩa là không thể nào có thể mà quên đi được cái hình ảnh mà ngày xưa và hiện nay. Do đó mà chúng tôi, cái mục đích của chúng tôi trong gần 10 năm qua, chúng tôi vẫn liên tục tìm hiểu về nghĩa trang quân đội và những tranh đấu cũng như là vẫn xin chính quyền Việt Nam quan tâm để cho chúng tôi có thể trở lại để mà xây dựng và uh, nghĩa trang quân đội uh, để tránh sự đổ nát và tàn phá. Dạ vâng, như vậy thì phải chăng là cái uh, chương trình giọt lệ tri ân của ngày 28 tháng 5 ở tại Jewish Community Center đó là thứ nhất là trình bày cho mọi người thấy cái nỗ lực của uh, quốc gia nghệ tử bên cạnh những đoàn thể khác để mà cố gắng uh, duy trì lại cái nghĩa trang quân đội biên hòa bằng mọi cách và cái thứ nhì là trong cái chương trình đó thì thưa hình như là cũng có gây quỹ phải không ạ? chị thưa đúng rồi chị thanh trúc à, chúng tôi từ nhiều năm qua rồi chúng tôi chỉ bỏ tiền túi ra để chúng tôi trở về để mà chúng tôi uh, xem xét cũng như là ghi nhận hình ảnh của nghĩa trang quân đội biên hòa và chúng tôi chưa bao giờ hỏi hoặc là xin tiền hoặc là gây quỹ vì hết nhưng mà hiện nay nghĩa trang chỉ có xây dựng khoảng được 4.000 mà thôi trong đó thì có vf à, khoảng 2.000 và đồng thời là các thân nhân cũng như là những cái cựu quân nhân ở khắp nơi về để mà xây dựng nhưng mà cái nghĩa trang của chúng ta có 16.000 ngôi mộ đã bị hư hỏng hoàn toàn do đó mà nếu chúng ta không xây dựng kịp thời thì sẽ bị mai một và mất đi và nghĩa trang quân đội có thể sẽ làm một miếng mồi ngon cho những cái thế lực khác mà người ta sâu xé và người ta sẽ bán đi do đó mà chúng chúng ta bằng mọi cách phải giữ lại mặc dù bây giờ nó mang cái tên bình an nhưng mà cái tên gọi chúng ta rất có thể là dễ dàng để mà thay đổi nếu mà chúng ta xây dựng lại được còn nếu chúng ta bị mất đi nghĩa trang quân đội tức là chúng ta đã mất đi cha ông của chúng ta là nơi chúng ta thờ phượng và nơi chúng ta có thể là đến đó để mà thắp một nén nhang để tưởng nhớ tri ân những người đã nằm xuống những người vì quốc dông thân để ngày hôm nay chúng ta có mặt trên đất nước Hoa Kỳ. Dạ, yeah. Trúc được uh, nghe nói là chương trình giọt lệ tri ân đó là uh, mọi người được mời đến vào cửa tự do và cũng có một chương trình văn nghệ mà gợi nhớ lại những cái hào hùng uh, của đời lính chiến phải không ạ? Dạ yeah, thưa đúng rồi. Chương trình này thì chúng tôi uh, muốn gây quỹ nhưng mà uh, do cái sự thiện nguyện, tự nguyện của tất cả các mạnh thường quân gửi đến và đồng thời nữa là uh, chúng tôi có một cái chương trình văn nghệ bỏ túi lại những cái kỷ niệm xưa ở những cái bản nhạc về lính chẳng hạn và đồng thời nữa là trong cái buổi đó thì chúng tôi cũng uh, để cho quý vị được đặt câu hỏi thêm để tìm hiểu thêm về nghĩa trang quân đội như thế nào hoặc là quý vị có thể tâm tình với chúng tôi trong cái ngày đó để chúng ta có thể quan tâm nhiều hơn về một cái di tích lịch sử mà sắp bị tàn phá um, thưa chị thanh trúc dạ vâng kính thưa quý vị đó là um... Bản tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị về chương trình giọt lệ tri ân ở tại Jewish Community Center ngày 28 tháng 5 trước đây mà um, các anh chị em trong quốc gia nghĩa tử nói chung đều mong muốn quý vị đến tham dự để mà một lần nữa hồi tưởng lại một cái di tích lịch sử rất là quan trọng mà cần phải giữ lại cũng như là để đóng góp cho những người đã cố gắng về để mà giữ lại cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Um, thanh trúc xin cảm ơn thời giờ của nhà văn phong thu và cũng như cảm ơn sự theo dõi của quý vị thanh trúc mong sẽ được trở lại trong bản tin kỳ tới một lần nữa xin chào chị phong thu xin chào cảm ơn chị thanh trúc và xin kính chào tạm biệt quý khán giả